Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên quý thầy, cùng toàn thể quý cô và các Phật tử hiện tại đang có trong buổi trường hạ hôm nay. Con pháp danh là Hải Thủy. Con xin phép được trình bày về đề tài là tu sĩ trẻ và cư sĩ trong quá trình trong việc giữ gìn và bảo vệ chánh pháp trong thời buổi hiện đại ngày hôm nay. Chúng ta được biết là Đức Phật cách chúng ta đã hơn 2.500 năm. Ngài cũng đã để lại cho chúng ta một kho tàng trí tuệ vô cùng là quý giá. Trong cái thời buổi hiện đại của thế kỷ 21 thì việc giữ gìn và bảo vệ chánh pháp thì không thể thiếu hàng đệ tử Phật, đặc biệt là tu sĩ trẻ và cư sĩ. Ngoài đó là đưa việc giáo lý của Đức Phật vào trong đời sống thực tế, thì hôm nay chúng con xin được phép trình bày về đề tài này. Mối quan hệ giữa tu sĩ và cư sĩ được thông qua dưới hình thức là thọ nhận và thọ nhận cúng dường và bố thí. Tu sĩ là người mà thọ nhận sự cúng dường tài vật và bố thí pháp. Người cư sĩ là người cúng dường tài vật và thọ nhận pháp. Thì cư sĩ là hàng đệ tử Phật, cùng có cư sĩ nam và cư sĩ nữ, là chúng đệ tử tại gia được xuất hiện trong thời đúng lúc trong thời Đức Phật, trong quá trình hoằng pháp đổi sanh của Phật và tăng đoàn. Ngoài việc ủng hộ Phật pháp thì những vị cư sĩ này họ là những vị hộ pháp đắc lực trong việc bảo vệ uy tín cho tăng đoàn. Ngoài ra còn có cho là việc là trong cung cấp những điều kiện sống trong tăng đoàn. Và trong thời điểm hiện tại của thời đại văn minh này thì cư sĩ không những làm tròn tốt bổn phận của một người con trong đạo, họ còn ở bên ngoài đời thì họ còn phải mưu sinh kiếm sống, và họ còn phải đối diện với những các phiền muộn trong cuộc sống. Thì những lúc như vậy, việc họ ứng dụng mà những giáo lý thực tế của Đức Phật vào trong đời sống thì sẽ đem lại cho họ một sự bình an trong tâm hồn và giữ được cái niềm hạnh phúc trong chính bản thân mình. Trong thời trần, điển hình như là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, thì Ngài cũng đã là một người cư sĩ làm tròn tốt bổn phận và cũng đem những lợi ích đó đến với mọi người xung quanh. Khi mà cư sĩ đến với chùa thì được các thầy, các quý cô chỉ dẫn thiền hành, được nghe pháp, thì những hạt giống hạnh phúc, bao dung, tha thứ của họ sẽ được nảy nở. Và những cái điều mà họ được lợi ích, họ sẽ đem đến cho những người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp. Đó chính là đem những giáo lý của Đức Phật, đem thực tế vào trong đời sống dưới sự hướng dẫn của tu sĩ. Thì tu sĩ, con xin được phép trình bày như sau. Tu sĩ đặc biệt ở đây là tu sĩ trẻ của chúng con. Tu sĩ trẻ trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật có dạy rằng có bốn thứ trẻ không nên coi thường. Một là vua trẻ tuổi, tỳ kheo trẻ tuổi, con rắn nhỏ và đốm lửa nhỏ. Tuổi trẻ thì thường chúng ta là tuổi trẻ có sức sống, nhiệt huyết, là tuổi thanh xuân, có trí tuệ, nhanh nhẹn. Nhưng đồng thời tuổi trẻ cũng là tuổi dễ bốc đồng, tâm sinh lý thay đổi và cũng hay dễ chán nản, là tuổi mà say đắm và thích hưởng thụ trong cái dục lạc. Thì nhưng khi mà đã xuất gia, lìa bỏ mọi ràng buộc của thế tục, thì tuổi trẻ chúng ta cần phải quyết chí một lòng, phải có hạnh nguyện, có hy sinh, phải có đức tính mở lòng cao rộng hơn. Thời Đức Phật thì Ngài cũng đã xuất gia và thành đạo trong khi tuổi trẻ, trong lúc mà còn tuổi trẻ. Thì
Ngài cũng đã vượt qua và gặp được rất là nhiều khó khăn từ những nội, từ những khó khăn từ nội bộ trong chúng và việc gặp ngoại đạo. Nhưng Ngài đã vượt qua bằng cách nào? Ngài đã vượt qua vì Ngài có chuẩn bị cái hành trang, Ngài đã chuẩn bị tư lương từ kiến thức lẫn cái sự tu tập ở trong thân tâm của Ngài. Trong Kinh Pháp Cú, Ngài có dạy rằng lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của và cũng chẳng lo tu hành, thì khi già nằm xuống, thân hình dáng như cây cung, buồn thảm về dĩ vãng. Tuổi trẻ thì chúng ta hay có thường hay sợ khó và sợ khổ, sợ khó khi gặp sợ khó khi gặp việc, sợ thất bại trong quá trình làm việc, nên là việc không tới đâu tới chốn, và sợ cảnh khổ, gặp cảnh khổ thì chán nản. Nhưng chúng ta lại không biết rằng chính cái trong cái khó, ngay trong cái khổ đó mới mài được cái ngọn hồng ngọc quý. Khi gặp việc chán nản, khi gặp việc bất như ý, thường thì chúng ta không chịu chọn cách đối diện, đối mặt và tìm cách xử lý cái cảm xúc, vấn đề, mà thường chúng ta hay chạy trốn những cái chạy trốn nó bằng cách là lấy những cái bên ngoài để mà tạo để lại làm để khỏa lấp đi cái cảm xúc đó. Điển hình giống như là cái điện thoại chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta thấy được rằng bên ngoài đó là những cái rất tài nguyên về rất nhiều giàu tài nguyên về hình dáng, âm thanh, màu sắc của cuộc sống hiện đại của thế kỷ 21 này đem lại, nhưng chúng ta lại hay quên trong chính chúng ta lại có một cái nguồn tài nguyên vô cùng giàu có, vô cùng diệu kỳ, bậc nhất của vũ trụ này. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có ví rằng là chúng ta như chàng anh chàng cùng tử, xưa nay cứ hay đi lang thang tha phương cầu thực mà không có chịu nhận cái gia tài về của mình. Thuận theo cái dòng thời gian thì xã hội ngày càng thay đổi muôn mặt và nhanh chóng, thì tuổi trẻ, tu sĩ trẻ, đặc biệt tu sĩ trẻ của chúng ta phải biết cách sử dụng phương tiện một cách có trí tuệ, phải có kiến thức tu tập, và đặc biệt là chúng ta hãy cần nên là gần gũi những bậc thiện tri thức, những gần gũi những người, những đạo lực của thầy tổ, vì hổ ly sơn, hổ bại tăng ly chúng tăng tàn. Thường thì tuổi trẻ dễ hay có những duyên theo bên ngoài, nên là mất thời gian, và thời gian thì không có chờ đợi ai đâu, thời gian thì qua đi lực bất tòng tâm, và tu mình quay đi quay lại tu thì không đến đâu, đạo và đời, đạo thì cũng chẳng ra đạo mà đời cũng chẳng ra đời. Nói tóm lại thì vấn đề hôm nay con muốn gửi đến, thì con muốn tóm lại rằng tu sĩ là người truyền trao chánh pháp, cư sĩ là người bảo vệ và gìn giữ chánh pháp. Dù tu sĩ và cư sĩ ở vai trò như thế nào, đứng ở vị trí như thế nào và môi trường sống có khác biệt nhau, nhưng đều cùng chung vai gánh vác một sứ mạng thiêng liêng là gìn giữ ngọn đuốc của Như Lai, làm cho ngọn đuốc của Như Lai ngày càng sáng, ngày càng được lan tỏa, và làm chính cái làm sống lại những giáo lý của Đức Phật, không làm sống lại những giáo lý của Đức Phật không phải ở trên văn tự là như thì như vậy mới là thực sự gìn giữ mạng mạch Phật pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài thuyết trình của con đến đây là hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thầy xin cái vài lời nhận xét. Cái điều đầu tiên lưu ý là
Hải Thụy và các vị lên sao nên lưu ý là sao? Khi chúng ta bước lên pháp tòa, đặc biệt là diễn giảng, thì chú ý là nên đứng giữa mới bắt đầu nói. Còn khi nãy thì bước vô là chưa đứng một bên trước là nói, rồi bắt đầu mới từ từ đứng vô gốc. Thì đó là một cái vấn đề rất quan trọng. Là vì sao? Vì khi chúng ta ở dưới trong trường hạ thì chưa nói, mà nếu mà lên diễn giảng thì đứng chưa đúng vị trí mà chúng ta đã mở miệng gấp rút, thì cái oai nghi thể hiện lên là mình đã thấy mất điểm rồi. Đứng ngay giữa giữa bông rồi, chứ không phải giữa ngoài, còn lắc ra ngoài nữa. Cái này là biểu diễn cho chị em coi, phải không? Tức là khi mà mình lên phân lên, đặc biệt là lên hội thi diễn giảng, là phải đứng ngay trung tâm đó bắt đầu mới nói. Còn hồi nãy là chưa đi lên đứng bên nói rồi. Thì cái tiếp theo á, thì cái về đề tài trình bày về cái tu sĩ và cư sĩ, thì cái Hải Thụy đã trình bày rất rõ ràng, mạch lạc. Nói chung là diễn đạt tốt, nhưng mà chỉ có hơi dở một chút là âm thanh chưa được đạt. Nhưng mà cái này thì nó cũng còn tùy theo từng người, cho nên thì cũng gọi là được rồi. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là lúc đầu vô thì muốn bóp bể cái micro luôn à. Về sau thì mới diễn đạt tương đối tự nhiên, tốt. Thì cái điều quan trọng là chúng ta nên lưu ý là vai trò của cư sĩ và tu sĩ thì trình bày tương đối rõ ràng, nhưng mà chúng tôi cũng muốn đóng góp thêm. Đó là thật ra ngày hôm nay chúng ta phải lưu ý rằng tỳ kheo và tỳ kheo ni là cái người mang cái trách nhiệm truyền pháp, là người thay mặt Phật tuyên dương chánh pháp. Hàng cư sĩ là người hộ pháp và cũng là cái người hoằng pháp. Nhưng mà hôm nay thì vai trò này gần như nó hơi có cái một cái sự đặc biệt. Vì sao? Vì hôm nay thì trên cái sự phát triển và hoằng dương chánh pháp, có thể nói rằng hàng cư sĩ đóng góp một vai trò rất quan trọng. Rất quan trọng là gì? Xã hội phát triển hôm nay thì người cư sĩ lại dễ phát huy và hoằng dương Phật pháp hơn tu sĩ. Vì sao? Xã hội văn minh phát triển thì cái ứng dụng vào các ngành nghề kỹ thuật cũng như cái phương diện tiếp xúc để đưa Phật pháp ra đời, người cư sĩ có nhiều cơ hội giữa quần chúng hơn. Và hàng cư sĩ hiện nay người ta phát huy được điều này trong cái âm thầm. Trong lúc đó chúng tôi thấy rằng tu sĩ có phát triển được, nhưng mà cái sự phát triển này nó giới hạn. Thì cái giới hạn này á, thì chúng tôi cũng xin thưa với đại chúng rằng do chúng ta kẹt vào trong giới luật, và cái điều thứ hai là do chúng ta không đủ kỹ năng phương tiện để thâm nhập quần chúng trong các lãnh vực để làm lợi ích, để đưa chánh pháp trong cộng đồng thực tế. Thì chúng tôi nhận xét lại là Hải Thụy đã làm rất tốt về cái điều này. Tiếp theo mời sư cô Hải Thuần.